Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Công Thương Lạng Sơn, lượng xe ùn ứ tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 14 tháng 12 là 4.100 xe, trở thành đợt ùn ứ lớn nhất từ trước đến nay tại Lạng Sơn. Hàng ngàn tấn nông sản chờ xuất khẩu sang Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ hư hỏng và phải đổ bỏ. Trong số hơn 4.100 container thì khu vực cửa khẩu Tân Thanh gần 2.300 xe, cửa khẩu Chi Ma hơn 700 xe và cửa khẩu Hữu Nghị hơn 1.000 xe. Nguyên nhân được cho là do lượng xe chở nông sản từ các địa phương phía Nam đang tập trung lên Lạng Sơn với số lượng lớn, phần vì vào mùa thu hoạch, phần vì nhu cầu tiêu thụ cho Tết Nguyên đán của Trung Quốc tăng cao. Các mặt hàng tồn chủ yếu tại cửa khẩu Tân Thanh là dưa hấu đến từ Quảng Ngãi, thanh long từ Bình Thuận, chuối xanh Tiền Giang, mít Đắk Lắk và xoài đến từ Bình Định. Vâng, thưa quý vị khán giả, nông sản Việt Nam bị ùn ứ tại cửa khẩu Trung Quốc không phải là chuyện mới, mà là câu chuyện đã xảy ra từ hơn chục năm qua rồi. Nhưng đợt ùn ứ lần này được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay. Vậy làm thế nào để giải quyết được tình trạng này? Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ liên hệ với một vị khách mời am hiểu về vấn đề này. Vâng, xin được nhờ trường quay ạ. Vâng, xin chào ông ạ. Xin chào MC và chào quý vị khán giả nhé. Vâng, thưa ông, tình trạng ùn ứ hàng nông sản lần này tại cửa khẩu Lạng Sơn ngay lúc này ra sao rồi ạ? Thì để lâu quá là mong hơn rồi tốn cái chi phí xăng dầu để chạy máy. Bình thường là ví dụ như thanh long thì có thể là chịu đựng được khoảng từ 25 đến 35 ngàn tùy cái cách xử lý của doanh nghiệp khi đóng gói. Nếu mà doanh nghiệp mà đóng gói cái kiểu sơ xài thì hàng nó rất là mong. Còn nếu mà doanh nghiệp mà có cái cách bảo quản tốt đó, thì có là hàng có thể là chịu đựng được 35 ngàn. Đó ví dụ mà là thanh long. Mít thì có thể là hơn hoặc là xoài thì xoài nó cũng vậy, xoài nó còn tình 25 ngày đổ lại. Vâng, vậy thì chúng ta đã và đang có giải pháp gì để tháo gỡ thưa ông? Đương nhiên là khi mà cái này là cái chuyện này không phải là doanh nghiệp họ muốn, nhưng mà vì vấn đề là Trung Quốc họ kiểm tra hàng để chống Covid á. Còn người Covid cho nên là nó ủng ứ ngay tại biên giới, nó kéo dài. Có khi 15-20 ngày mới giao được hàng. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Và khi mà hàng xấu đi, quanh khi xấu đi thì sẽ bị trừ tiền. Sẽ bị bên phía Trung Quốc họ, người mua họ trừ tiền. Thì mình cũng gây cái tổn thất cho doanh nghiệp. Có những cái lô hàng đó khi quanh kia mình mở ra, nhiều khi nó bị hư hết. Cái đó cũng là một cái tổn thất cho doanh nghiệp. Vâng, vậy thì ông có khuyến cáo nào tới các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vào thời gian này không ạ? Tôi cũng đã nói từ trước này rồi là vì cái lý do hàng hóa nó ủng ứ, cho nên là cái vấn đề đóng gói là phải cẩn thận, tức là phải áp dụng những cái biện pháp để tối đa để mà bảo quản hàng cho tốt. Cái đóng gói mà sai sai là lên bên kia để mà biên giới họ bị họ kéo dài cái thời gian thông quan thì cái hàng mình nó sẽ rất là nhanh hơn. Đó là cái còn cái thứ hai là khi mà Tết mà hàng hóa nó không có thông thương được đó, thì phải tăng cái tiêu thụ nội địa lên và chế biến tăng cái chế biến lên. Nhà nước phải hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà chế biến về vốn liếng này kia để cho người ta có tiền, người ta không mua hàng vô. Rồi thứ hai nữa là tạo điều kiện tối đa cho những cái chợ đầu mối, chợ truyền thống rồi nó phát huy lên để mà tiêu thụ hết cái sản phẩm mà ứ động của trong dân. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, tiếp tục là giá một số mặt hàng nông sản gạo và cà phê tại các địa phương. Giá cà phê hôm nay tăng 200 đồng 1 kg tại một số vùng trồng trọng điểm. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lộc, Lâm Đồng đang thu mua ở mức 41.100 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk, giá thu mua cà phê ở mức 41.900 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Leo và Buôn Hồ của Đắk Lắk, cùng mức 41.800 đồng 1 kg, cùng giá thu mua với một số địa phương trong tỉnh Đắk Nông. Theo các thương lái, giá lúa gạo những ngày gần đây ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Tại tỉnh An Giang, giá lúa Đại Thơm 8 7.200 đồng 1 kg, OM 5451 6.900 đồng 1 kg,
các giống IR504, OM6976, OM9577 và OM9582, Jasmine đồng giá 6.800 đồng 1 kg, lúa nếp tươi An Giang 5.600 đồng 1 kg, nếp tươi Long An 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Hiện nay, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục được bổ sung xuống nước ta. Dự báo đến gần sáng mai, ngày 17 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sau đó là đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi mới ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên gần sáng và ngày mai, ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 13 cho đến 16 độ C, vùng núi cao là dưới 10 độ C. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng mai đến ngày 18 tháng 12 sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ C. Trước mỗi đợt thời tiết thay đổi, gia cầm nuôi không kịp thích nghi, sức đề kháng suy giảm, dễ mắc bệnh. Vì vậy, bà con cần nâng cao sức đề kháng cho đàn gia cầm với phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bà con nên lưu ý các công việc sau đây. Che chắn chuồng trại cho đàn gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp dưới mức 15 độ C. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo đúng quy định. Kết hợp với bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho đàn vật nuôi. Phun khử trùng, tiêu độc trang trại 3 lần trong một tuần. Thường xuyên thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi để không ảnh hưởng tới sức khỏe của đàn gia cầm. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Từ ngày mai, gió ở vùng ven biển chuyển hướng đông bắc cấp 4 ở vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Sóng biển sẽ cao từ 2 cho đến 4 mét. Từ gần sáng mai, ngày 17 tháng 12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, nước ta, gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.